Vâng, sau đây em chiến mời các bác nghe một bộ âm thanh em ghép, đó là com ly đèn LX33 mới về. Và đây là cặp loa huyền thoại JBL L100 Canterbury Thánh Hàn. Cặp này loa này cặp loa tiếng series liền kề, và giá cặp loa này là 36 triệu 500 ngàn. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 500 ngàn, đã bao gồm phí ship. Còn cọc tiền thì các bác cọc khoảng 10% trở lên nha các bác. Cọc tiền thì vẫn giá cũ, còn nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt cái số tiền là 500 ngàn. Thì nếu cọc tiền thì thu hộ nó cao nên em không thể bớt được nhiều. Còn chuyển khoản đủ thì chúng ta không cần thu hộ, tiền thu hộ ở Viettel là 10 triệu là 100 ngàn nha các bác. Nên các bác là chuyển khoản đủ thì nó tiện cho em, thì em sẽ bớt chút đỉnh. Còn âm ly Lukman LX33 là một con ly đèn rất là hay của Lukman, con này về cực kỳ đẹp nha các bác. Âm thanh tuyệt vời, đánh như những cặp loa JBL hết ý luôn. Và chơi loa toàn giải, loa châu Âu, những cặp loa có độ nhạy cao, những cặp loa ăn test vân vân. Âm ly này 2-3 triệu nha các bác. Sau đây mời các bác nghe luôn nha. Thưởng thức chất âm của em đó.